Xin chào tất cả anh em, tiếp tục là Sua UX31 đây. Trong thời gian vừa qua thì có anh em, rất nhiều anh em hỏi đến cái dòng mic không dây Sua UX31 này. Ngày hôm nay thì em mới có thời gian làm một video để phân biệt cho anh em, cũng như là hàng chuẩn loại 1 với Sua UX31 bên cả cùng Audio Hải Dương đang bán. Đầu tiên thì anh em thấy ngay mặt hình thức của Sua UX31 là phiên bản cao cấp của nhà sản xuất Sua. Xét về tổng thể thì mẫu Sua UX31 này có một thiết kế hoàn toàn mới so với những giao diện như 23, 20, 21 hay là UX30. Phiên bản Sua UX31 thì sẽ có một thiết kế sang trọng và lịch lãm hơn, chơi với phòng hát gia đình. Có mặt màn hình điện tử ở giữa, hiển thị cho hai cổng mic ra, có đầy đủ dải tần số cho anh em. Volume thì cũng sẽ có thiết kế đèn LED, và đặc biệt là có một cái đèn LED ở phần thương hiệu Sua UX31 cho anh em chơi. Đấy, với mẫu mic Sua UX31 này thì giao diện em đánh giá rồi là một mẫu mic lịch lãm gia đình cho anh em trải nghiệm âm thanh. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó là phần ruột gan của Sua UX31. Và ngày hôm nay thì em đã mở ruột ra để cùng với tất cả anh em âm thanh, cũng như anh em đang có ý định mua trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là mẫu mic Sua UX31 này, có thể phân biệt được mẫu hàng chuẩn loại 1, hàng nhập khẩu như thế nào. Thì anh em thấy ngay về mặt hình thức ở mặt ở bên trong ruột của Sua UX31 sẽ là một vỉ mạch tím, bao gồm 4 hộp sóng lớn. Đấy, 4 hộp sóng lớn 1, 2, 3, 4. Và một điều quan trọng nữa đó chính là hai tụ lớn có tên thương hiệu của Sua. Đấy, Sua, đấy, anh em nhìn chưa? Với mẫu mic này thì chắc chắn đây là ruột hàng chuẩn loại 1. Và nếu như anh em âm thanh nhìn qua là biết là phát hiện ngay hàng chuẩn nó như thế nào. Còn với những mẫu hàng nhái, hàng kém chất lượng thì thứ nhất về phần bo mạch sẽ là rút gọn. Vỉ mạch có thể là vỉ mạch xanh, không có hộp sóng hoặc là hộp sóng nhỏ bé. Đấy. Và anh em nhìn thấy ngay hộp sóng rất to. Đây, em để bàn tay đấy anh em biết ngay. Đấy, gần như là bằng bàn tay của em một bên hộp sóng. Đấy, anh em thấy chưa? Còn tụ thì rất là to rồi. Đấy, anh em nhìn thấy là phát hiện ra ngay. Ok. Và rất nhiều anh em hỏi cái mẫu Sua UX31 này, nếu như hàng nhái thì giá thành nó sẽ như thế nào. Thì em cũng có kiểm tra một chút về cái mẫu hàng nhái thì thị trường họ bán rất nhiều, với mức giá dao động khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho đến 1 triệu 7 với Sua UX31 mà hàng nhái. Đấy là giá thành anh em đã mua rất cao rồi. Đấy. Và tiếp theo đó chính là về phần tay mic. Và ngày hôm nay thì em cũng có tháo côn tay cũng như là phần tay mic ra để cho các bác và anh em xem về cái phần tay mic của Sua UX31. Côn thì sẽ là côn vỉ tím, côn tím. Đấy, anh em nhìn chưa? Côn tím. Và mẫu mic Sua UX31 này sẽ có phần hình thức, màu là phiên bản màu cà phê. Màu này là màu sáng bóng anh em nhé. Màu này là màu sang trọng, lịch lãm. Đấy, như khi các bác và anh em để dưới ánh đèn thì nó sẽ chiếu ra một lớp phản quang rất đẹp với mẫu Sua UX31 này. Ok, và bây giờ cùng với em Tùng thử một chút chất âm của Sua UX31 để xem nếu là hàng chất lượng loại 1 thì tiếng chất âm nó sẽ tạo ra như thế nào nhé. Về phần tay mic thì nếu như anh em cầm thì sẽ cảm giác là một cái tay mic của Sua UX31 nó rất đầm, rất to. Đế mic dài, thon, đủ cho anh em cầm lắm, chắc tay. Với Sua UX31 về phần tay mic cũng như mặt màn hình hay giao diện thì em đánh giá là 9 trên 10 điểm với dòng Sua UX31 này, cực kỳ đẹp mắt với phòng hát gia đình. Ok, và ngay bây giờ cùng với em Tùng thử một chút chất âm của Sua UX31 nhé. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, alo thử một vài tiếng của Sua UX31 thì có thể thấy luôn tiếng chất âm của em này khá là thanh, dịu, dễ hát. Và đặc biệt là tiếng ra khỏe, uy lực mạnh mẽ cho anh em nhé. Nếu như các bác và anh em sử dụng con Sua UX31 này chơi phòng hát gia đình thì hỗ trợ rất nhiều trong cái tiếng hát mượt mà của anh em, hỗ trợ cực kỳ nhiều trong giọng hát. Đấy, sẽ làm cho tất cả bác và anh em cảm thấy yêu cái tiếng hát, yêu cái giọng hát của mình hơn rất nhiều. Và Sua UX31 em đảm bảo sẽ mang lại một cái hiệu quả cực lớn với phòng hát gia đình. Nếu như anh em trải nghiệm và em báo giá luôn, ở thời điểm hiện tại giá Sua UX31 đang là 2.100.000 đồng cho anh em miễn phí ship toàn quốc. Với cái mức giá này em nghĩ đây là mức giá tốt nhất ở thời điểm cuối năm 2022 này. Cuối năm 2022 là tính theo lịch âm. Đấy, nếu như anh em mua trong khoảng cách đây gần một tuần trước khi đến Tết nữa thôi thì em đảm bảo giá thành nó sẽ bị thay đổi rất nhiều. Bởi vì đến cuối năm anh em mua trang thiết bị âm thanh rất là nhiều, đặc biệt là Sua UX31 thì anh em không thể bỏ qua được cơ hội để sở hữu cho mình một con mic cực kỳ hay và xịn sò như thế này. Đặc biệt Sua UX31 có rất nhiều tính năng tự ngắt,
cảm biến gia tốc cho anh em chơi phòng hát gia đình và đi làm sự kiện ổn áp với Su X31 sẽ có bảo hành 12 tháng bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán sau. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.